Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Thế xuống trao số tiền của các mạnh thường quân ủng hộ vừa rồi cho em Hồ Văn Địch bị tai nạn rất là nặng mọi người nhé. Em Địch thì bị tai nạn ngày 11 tháng 11 năm 2023. Trong một lần đi làm về, em bị tai nạn thì xe rất là nặng. Hiện tại em vẫn đang ở bệnh viện Trung ương Huế mọi người nhé, đang cấp cứu ở khoa đặc biệt Huế. Em bị Lịch bị chấn thương sọ não này, mổ hộp sọ rồi gãy cánh tay, cả xương ngực và một bên phổi thì bị cắt, bác sĩ cắt để cứu sống cho em. Với hoàn cảnh gia đình rất là nghèo khó mọi người nhé, thì số tiền của các mạnh thường quân rồi đóng góp thì không có được nhiều, nhưng mà đấy là tấm lòng vàng của các mạnh thường quân. Thế xin cảm ơn rất là nhiều, và qua đây thì Thế mong các mạnh thường quân sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thêm cho em Lịch qua các số tài khoản mà Thế để dưới video trong bình luận của Thế và bên của em Lịch mọi người nhé. Mong mọi người sẽ luôn đồng hành và giúp đỡ cho em Lịch nhiều hơn. Đây là bố của em Lịch mọi người nhé. Hiện tại thì vợ chồng em Lịch đang ở dưới bệnh viện Trung ương Huế để chăm sóc cho em Lịch cùng với một em gái của em Lịch. Đây là bố này. Em quay sát ở đây luôn. Hôm nay thì Thế xuống trao số tiền của các mạnh thường quân gửi trực tiếp vào số tài khoản của Thế mọi người nhé. Thì số tiền mọi người gửi số tài khoản vào Thế là 1.4 triệu. Danh sách của các mạnh thường quân gửi cho Thế thì lát Thế sẽ làm một video riêng để cảm ơn các mạnh thường quân. Con xin trao cho bố để hỗ trợ một phần nào đó cho em Hồ Văn Địch là có số tiền để mua thức ăn, để đường, sữa. Rồi, bố sẽ nhận số tiền mà nó ủng hộ. Rất cảm ơn nhé. Bố nói chung xúc động lắm mọi người nhé. Không biết cảm ơn gì nhiều, nhưng mà đấy là tâm lòng của bố, là muốn nói nhiều nhưng mà không nói được. Thì mong quý vị trên cộng đồng mạng chia sẻ và yêu thương, thì lan tỏa những thông điệp thế này, và đặc biệt là cứu sống em Lịch. Thì mong mọi người sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thêm cho gia đình mọi người nhé. Đặc biệt là mọi người có thể chuyển khoản trực tiếp vào vợ em Lịch luôn, chị Hoàng Thị Hiệp ấy. Có số tài khoản em sẽ để dưới video, dưới phần bình luận luôn mọi người nhé, để chuyển trực tiếp hoặc là chuyển cho em để kết nối yêu thương. Quỳnh, rất cảm ơn rồi. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.